Rồi, con sẽ thử mẫu thêm một cái bài nữa đi. Bài số 2 đi, bài căn nhà ngoại ô đi. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Guitar BMT. Hôm nay trong video này Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái chủ đề rất là hay. Phong vừa nhận được yêu cầu của một người cô, đó là một fan cứng trên kênh của Phong, và cũng là cái lời yêu cầu của rất là nhiều bạn đã phản hồi về cho Phong. Đó là những thế tay bè. Các bạn có thể học những cái thế tay này để áp dụng vào trong đệm hát, trong solo, hay là để học những cái thế để làm chủ cái cần đàn của mình. Với kinh nghiệm chơi đàn rất là lâu của Phong rồi thì Phong thấy những cái thế bè này nó là những cái tuyệt chiêu, những cái bí kíp rất là hay. Các bạn hãy xem Phong hướng dẫn và cố gắng tập cho thuộc lòng, và xem cái phần áp dụng của Phong ở đằng sau để làm cái vốn chơi guitar của mình sau này nhá. Chắc chắn là sẽ rất là hay đấy. Rồi, các bạn đừng quên đăng ký kênh của Phong để là những người đầu tiên nhận thông báo ở video mới nhất. Và nếu mà thấy hay thì hãy chia sẻ với mọi người cùng học nhá. Chúng ta bắt đầu nhá. Ok, Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái thế tay bè rất là hay này trên giọng la thứ nhá. Phong thấy có nhiều người hướng dẫn các cái thế tay bè này nhưng mà lại không nói cái chủ âm là gì, áp dụng vào giọng gì. Thì nếu mà các bạn không biết thì sẽ rất là khó áp dụng đấy, và chơi là nó sẽ dễ bị lan man đấy nhá. Rồi, sau khi các bạn nắm được cái chủ âm rồi thì các thế tay bè này Phong sẽ hướng dẫn trên vòng hợp âm cơ bản và hay nhất, đó là la thứ, chủ âm, qua bậc 4, re thứ, rồi qua át âm bậc 5 là mi trưởng, quay về chủ âm là la thứ. Các thế tay bè này thì nó phải đi cùng với vòng hợp âm nha các bạn, bởi vì nó sẽ dẫn từ hợp âm này qua hợp âm khác, xong rồi lại hút về cái hợp âm chủ. Rồi, sau khi các bạn biết được chủ âm và cái vòng hợp âm cơ bản rồi, bây giờ Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái thế bè này trên những cái hợp âm tương ứng nhé. Tí nữa ở phần sau có cái phần áp dụng thì các bạn sẽ hình dung được là phải áp dụng nó như thế nào. Rồi, đầu tiên các bạn phải nắm được cái từ khóa thế bè là gì. Thế bè có nghĩa là các bạn phải đánh cùng một lúc hai nốt hoặc ba nốt để bè cho nhau. Rồi, đầu tiên Phong sẽ làm mẫu trước những cái thế bè sát với hợp âm la thứ. Các bạn chú ý nhá. Kết thúc là quay về chủ âm nhé, nó phải về hợp âm chủ. Rồi các bạn, con sẽ đánh hướng dẫn chậm này. Dây 4 và dây 2 buông, Re Si Mi Do Fa Re Son Mi La Fa. Đổi thế tay nhá, các bạn chú ý tay Phong bấm nốt nào các bạn phải thay đổi và sắp xếp như thế nhá. Rồi, Si Son, đổi ngón này, Đô La Mi Xí. Đó, quay về gạt một cái la thứ này. Rồi, bắt đầu đánh ngược trở lại. Đánh tới được là phải đánh lui được nhá, thì cái tay các bạn nó mới nắm được cái thế. Ngược lại thôi. Rất đơn giản đúng không?
Ok, tiếp theo là các cái thế tay bè sát với hợp âm rê thứ. Phong phải hướng dẫn những cái thế tay mà nó sát với hợp âm để làm cái gì, để cho các bạn ghi nhớ được trong đầu và sau này áp dụng được một cách dễ dàng nhất. Chứ học mà không biết áp dụng vào đâu thì cũng coi như là vứt đi chứ đúng không? Rồi, rê thứ. Phong sẽ làm mẫu trước nhá. Nhớ là cái tay Phong bấm bằng những ngón nào và xếp tay như nào, các bạn phải bắt chước như thế nhá. Gọi là thế tay bè mà. Thế có nghĩa là thế bấm đấy. Dù là cái thế tay sát với rê thứ nhưng mà kết thúc vẫn phải về với chủ âm la thứ nha các bạn. Có chơi gì thì chơi vẫn phải quay về với thằng chủ âm. Thế nên ngay từ đầu Phong đã nói là phải biết là các cái thế này chơi trên chủ âm gì, chứ đừng có học một cách lan man nhá. Rồi, nhìn tay Phong nhá. Đồ mí dây 2 ngăn 1 và dây 1 buông. Kết hợp cả táp xem trên màn hình nhá. Rê pha, mi son, pha lá, son xí, la đố, si rê, đô mí. Đó, qua rê thứ bấm ở đây. Đó, đánh dây 4 buông và ngón tay trỏ chặn hết 3 giây của ngăn 10. Các bạn có thể vuốt một cái như này nghe cho nó hay này. Rồi, quay ngược về này. Nhớ về là kết thúc chủ âm nhá. Rồi, tiếp theo sẽ là những cái thế tay bè sát với hợp âm mi trưởng. Mi trưởng các bạn lưu ý nó là hợp âm bậc 5 hay còn gọi là át âm, để nó cuốn về với chủ âm la thứ nhé. Rồi, con sẽ đánh mẫu những cái thế bè sát với hợp âm mi trưởng. Rồi, con sẽ đánh chậm này. Đồ mí, xì rê, là đô, son thăng si, phà lá, mi và son thăng, rê pha, xì mí, trên 1 trên 2 buông. Rồi, các cái chủ âm. Rồi, đánh nhanh này. Lưu ý là phải về với chủ âm nhá, chứ đừng có đánh lạc màn xong rồi không biết quay về được nào. Các bạn nhớ nhịp chân theo nhá, những cái nốt mà nó có hình đen ấy, đấy là nó nốt đen. Mỗi cặp bè các bạn đánh một phách. Và những cái chỗ mà rải hết hợp âm ấy, nó là nốt tròn. Các bạn đánh một và nghỉ thêm 3 phách để tạo thành những cái khoảng nghỉ, đánh cho nó có nhịp nhàng cho nó hay nhá. Ok, sau khi các bạn đã nắm được tất cả những cái thế bè rất là tuyệt vời vừa rồi thì tiếp theo sẽ là đến phần áp dụng. Phong sẽ có những cái thị phạm để cho các bạn có thể biết cách áp dụng và biết cách tập luyện. Về cái áp dụng ấy thì những cái này á, thường các bạn sẽ thấy những cao thủ guitar người ta sẽ áp dụng vào, một là ngẫu hứng. Ngẫu hứng có nghĩa là như này, có nghĩa hay còn gọi là ran đầu cho một bài hát hay là intro ngẫu hứng kiểu như này này.
Đó, đại loại như vậy, đó gọi là ran hay là ngẫu hứng đầu cho bất cứ một bài hát nào. Và những cái kiểu ngẫu hứng như này thì nó sẽ hay vào những cái nhạc như kiểu của Trịnh Công Sơn này, Ngô Thị Miên hay là những cái nhạc kiểu như của Phú Quang, nhạc Hà Nội đồ đấy. Rất hay sử dụng những cái kiểu ngẫu hứng mà áp dụng thế bè này vào. Và cái thứ hai nữa là các cái thế bè này người ta dùng để làm intro rất là nhiều. Những cái bài hát mà hay đẳng cấp ấy, người phối bài người ta thường phối intro có những cái câu bè này cực kỳ hay luôn. Rồi cái thứ ba, các bạn thấy các cái thế bè này được sử dụng để áp dụng vào những cái đoạn lót câu. Các bạn nghe nhạc thường thấy những cái đoạn ca sĩ nghỉ ấy, thì người nhạc công hay người chơi đàn người ta sẽ sử dụng những cái khoảng nghỉ đấy để lót câu. Và những cái thế bè này mà lót vào thì cực kỳ hay luôn. Rồi các bạn hãy lưu ý những cái điều Phong vừa nói nhé. Bây giờ Phong sẽ thi phạm trực tiếp vào một số bài cụ thể luôn để cho các bạn có góc nhìn và dễ dàng tập luyện các cái thế tay này hơn. Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn áp dụng những cái này vào phần guitar đệm hát nhé. Thì trước khi các bạn vào áp dụng thì các bạn cần phải có những cái bài hát có hợp âm được soạn rất chính xác và được chia đoạn rất là cụ thể nhé. Thì nhân đây Phong xin được giới thiệu với các bạn những quyển sách tuyển tập do chính tay Phong biên soạn. Bolero 35 bài tuyệt phẩm tập 1, tập 2 và 35 tuyệt phẩm Slow Rock và Bốt Tông. Những cái thế tay bè này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để áp dụng vào chơi những cái nhạc như Trịnh Công Sơn, Bolero hay là những bài Slow Rock, Bốt Tông, thì tất cả đã có trong đây cả. Những bài hát này thì đều được Phong soạn hợp âm và intro rất là hay và rất là chính xác nhé. Chia đoạn khá là cụ thể, tổng hợp toàn bài hay không đấy. Khi giờ quyển sách này ra thì gần như là các bạn chỉ việc cầm đàn lên và tập luyện và chơi thôi. Mọi thứ đã được Phong biên soạn khá là kỹ lưỡng và đầy đủ ở trong đây rồi, gần như là làm hết rồi. Và các cái intro này thì nếu các bạn ủng hộ Phong, Phong sẽ gửi cho cái file âm thanh tác chạy nhé. Đây, một bài hát Phong soạn có như này. Intro, intro khá là đơn giản và hay, phần lời thì được chia đoạn cực kỳ đẹp luôn. Hợp âm thì bao chuẩn, nó bao chính xác luôn nhé, không có đi copy ở đâu hết. Các bạn tập luyện nó sẽ rất là sướng. Rồi bây giờ Phong sẽ thử áp dụng các cái thế tay bè này vào một số bài nó ngẫu hứng một chút xíu để cho các bạn có thể nghe và có góc nhìn hiểu về cái thế bè này và cảm nhận được những cái hợp âm Phong soạn trong đây nhá. Cần phải có những cái bản nhạc, những cái bài hát được soạn hợp âm chuẩn chính xác thì các bạn mới có thể áp dụng chơi nó mới sướng được. Chứ còn chơi mà lấy ở trên hợp âm chuẩn hay hợp âm việt.com thì nó bị la ma lắm. Rồi, con sẽ thị phạm vào một bài cụ thể, ví dụ như là bài Chuyến Tàu Hoàng Hôn đi, bài 9. Bài này sẽ chơi la thứ nhá. Và ngoài intro và hợp âm chuẩn thì Phong cũng đã chọn tông phù hợp cho tất cả các giọng nam và nữ ở trong đây rồi. Nam sẽ chơi bài này la thứ. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả xế. Phong lót câu không? Phong sử dụng để lót câu đấy. Phong không làm intro bằng cái thế bè này bởi vì trong cái bài hát này Phong đã soạn intro riêng cho từng bài rồi. Thế nên Phong sẽ dùng để lót câu nhé. Các bạn và các anh chị mà mua sách của Phong rồi ấy, nếu mà thích những cái câu lót mà Phong vừa ngẫu hứng vừa rồi ấy, thì có thể nhắn vào trong group hỗ trợ của Phong. Phong sẽ soạn ra tab nhạc gửi cho các bạn tập luyện cho vui nhé. Rồi, Phong sẽ thử mẫu thêm một cái bài nữa đi. Bài số 2 đi. Bài Căn Nhà Ngoại Ô đi. Xin cô hoa thơm
Đó, Phong chỉ nhá nhá thị phạm qua như vậy thôi nhá. Đây là thị phạm ngẫu hứng, không có một cái sự chuẩn bị nào hết. Vừa rồi thì là thị phạm vào cho thể loại bolero đúng không? Như Phong đã nói ở lúc đầu thì các bạn có thể sử dụng những cái thế tơ tuyệt vời này để chơi rất là hay vào những cái thể loại như là xì lô rốc, chị công sơn chẳng hạn. Thì Phong sẽ ngẫu hứng thêm một bài ở trong cái quyển tuyển tập 35 tuyệt phẩm xì lô rốc và bút tông này nhá. Phong sẽ ngẫu hứng thêm một bài nữa để cho các bạn có góc nhìn về cái thế tay bè này. Ví dụ như bài Nỗi đau muộn màng của Ngô Thủy Miên đi. Đó. Những bài hát này Phong soạn intro và hợp âm chia đoạn rất là ok. Các bạn chỉ cầm đàn lên và tập luyện thôi. Mọi thứ đã có Phong chuẩn bị hết rồi. Rồi, Phong sẽ ngẫu hứng intro bằng thế bè rồi vô lót câu khi chơi cái bài Nỗi đau muộn màng này cho các bạn xem nhé. Chỉ một đoạn thôi, chứ thời gian nó cũng có hạn. Là thứ hát nam nhá. Đoạn như vậy thôi nhé, chứ thời gian thì nó cũng có hạn. Nếu mà các bạn đã yêu mến ủng hộ sách Phong thì có thể phản hồi về group hỗ trợ của Phong hoặc có thể nhắn tin trực tiếp cho Phong. Phong sẽ soạn những cái câu ngẫu hứng này, nếu các bạn thích Phong sẽ soạn ra và gửi cho các bạn tập luyện nhé. Ok, vừa rồi là tất cả những cái chia sẻ của Phong về các cái thế tay bè trên giọng La Thứ, rất là tuyệt vời đúng không? Các bạn hãy cố gắng xem kỹ và tập luyện để làm cái vốn chơi cho mình nhé. Các bạn hãy lưu ý những cái mà Phong nhắn nhủ, đó là luyện ngón, biết được chơi trên chủ âm gì và những cái hợp âm vòng theo cùng để dẫn đến nhau. Và cái thứ ba là hãy cố gắng áp dụng và áp dụng mới là quan trọng, chứ học nhiều mà không biết áp dụng vào đâu thì coi như là cũng vứt đi. Rồi, video này Phong sẽ kết thúc ở đây. Tất cả các ý kiến của các bạn xin hãy để lại dưới phần bình luận để Phong có thể mang đến cho các bạn những cái nội dung hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.